diễn xuất tự nhiên. Mẹ tập về nấu ăn ngày càng ngon. Đúng thế, đệ nhất thiên hạ. Câu này mẹ thích nghe nhất. Mẹ ăn no rồi. Bố đồ nhỏ, con đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Con đồ to, tuổi ăn tuổi lớn không thể ăn quá nhiều thịt. Phải ăn nhiều rau quả chứa vitamin. Thế nào hả? Mẹ tập về. Mẹ định quay phim à? Không phải, ông bà ngoại nhớ hai bố con, bảo mẹ quay lại hình ảnh hàng ngày của hai bố con rồi gửi qua. Bố đồ nhỏ à, đây là cái đùi gà cuối cùng, nhường cho bố ăn đấy. Thật sao? Bố không thích ăn à? Vậy con ăn giúp bố nhé. Con đồ to à, con phải ăn chậm nghe kỹ nhé. Hay là con đồ to ăn đi. Hay là bố đồ nhỏ ăn đi. Hai bố con khách sáo như vậy, chẳng tự nhiên chút nào. Thôi bỏ đi, ăn xong cơm mới quay. Của con, của bố. Chuẩn bị xong chưa? Hai bố con thế này giả quá. Đứng dậy đi lại xem nào. Không được, giống như đang diễn kịch. Chúng ta ra ngoài sân quay vậy. Con đồ to, con đang làm gì thế? Con chuẩn bị tưới cây. Vậy thì mở vòi nước ra đi. Mẹ không hô bắt đầu sao? Không phải là đang quay phim, hô bắt đầu gì chứ? Nào nào, để bố hô bắt đầu cho con nhé. Con đồ to, bắt đầu. Con đồ to, quay qua đây, chào ông bà ngoại một câu nào. Chào ông bà ngoại, cháu rất nhớ. Dừng. Con đồ to, nhìn bố này. Bố đồ nhỏ đang làm gì thế? Bố mẹ nhìn xem. Đây là rau củ do bọn con trồng. Bọn con chuẩn bị trồng rau củ hữu cơ. Bố đồ nhỏ, anh đang làm gì thế? Anh đang trồng rau mà. Hai bố con cố ý làm loạn phải không? Không không, không phải cố ý làm loạn. Hai bố con lại nhìn thấy máy quay thì thấy căng thẳng. Đúng thế. Bỏ đi, vậy thì không quay nữa. Bố đồ nhỏ, nếu không quay được video, có phải ông bà ngoại sẽ rất thất vọng không? Đúng thế, đều tại chúng ta không phải diễn viên giỏi. Để nhìn thấy máy quay là căng thẳng. Bận rộn nửa ngày trời, ăn hoa quả đi. Ây da, có hoa quả ăn rồi. Bố còn tưởng là mẹ tập về tức giận chứ. Hóa ra mẹ rất hiểu chúng ta. Có điều, chỉ còn lại có một quả táo thôi. Hai bố con chia nhau nhé. Con đồ to, chắc con đã từng nghe câu chuyện Khổng Dung nhường Lê rồi chứ. Nhưng đây đâu phải là Lê. Không ổn. Là bố lấy được trước. Là con cắn được trước. Mẹ đã quay xong rồi. Hả? Quay từ lúc nào vậy? Quay suốt từ nãy. Nhìn xem, đây là mẹ vừa mới quay trộm được. Rất tự nhiên. Hai bố con giành qua giành lại, chẳng đẹp chút nào. Như vậy mới là hai bố con chân thực nhất. Đây gọi là diễn xuất tự nhiên. Lần này mất mặt quá. Bố đồ nhỏ, quả táo này bố ăn đi. Con phải là một người con hiếu thảo. Hay là con đồ to ăn đi. Đừng nhường nhau nữa, táo vẫn còn nhiều. Đúng là mất mặt quá. Táo tới đây, mau ăn đi. Chúng ta đều mắc lừa mẹ tạp dề rồi.
trở nên lãng mạn. Diễn viên nam chính đẹp trai quá, còn tận tâm nữa. Cho dù làm gì cũng đều lãng mạn như vậy. Nếu có người bạn đời tận tâm như vậy thì hạnh phúc biết bao. Đâu có như bố đầu nhỏ, chẳng hề lãng mạn chút nào. Anh đầu to, mẹ anh thực sự nói vậy sao? Đúng thế, anh thấy mẹ tạp dề không thích bố đầu nhỏ nữa rồi. Họ sắp chia tay rồi. Đừng lo, chẳng phải mẹ cậu cảm thấy bố cậu không đủ lãng mạn thôi sao? Vậy chúng ta chỉ cần khiến bố cậu trở nên lãng mạn là được. Thật sự có thể sao? Đương nhiên. Đúng, em cũng sẽ giúp. Tốt quá, cảm ơn các cậu. Thế này thật sự có tác dụng sao? Đương nhiên rồi, mỗi lần bố em ăn mặc đẹp, mẹ em đều rất vui, muốn lãng mạn. Trước hết, phải bắt đầu từ thay đổi hình tượng. Nhưng phải thay đổi bố đầu nhỏ thành bộ dạng thế nào? Chuyện này em đã nghĩ đến rồi, biến thành như thế này, vừa đẹp trai vừa ngầu. Được, vì bố đầu nhỏ và mẹ tập về, chị có thể thử xem sao. Bắt đầu hành động. Vì sao anh cứ cảm thấy kỳ lạ thế nào ấy nhỉ? Đúng rồi, còn thiếu lông mi. Hoàn hảo. Mẹ mình về rồi, mau trốn đi. Mẹ về rồi đây. Trang hoàng của mình, mi giả của mình. Mẹ tập về, em nghe anh giải thích đã. Xem ra chiêu này thất bại rồi. Các cậu còn phương pháp khác không? Có. Mình nghe người lớn nói, tặng hoa mới là lãng mạn nhất. Chúng ta để cho bố đầu nhỏ tặng mẹ tập về một chậu hoa đặc biệt. Nhưng để bố đầu nhỏ tặng hoa gì bây giờ? Đương nhiên là một loài hoa chưa từng thấy bao giờ. Hoa như vậy, biết đi đâu mà tìm được. Không cần lo, mình đã chuẩn bị thay bố đầu nhỏ rồi. Đây là hoa gì? Mình cũng không biết, là chú Mao tặng mình, nhìn hình dạng rất đặc biệt. Thú vị thật đấy. Hoa bẫy rồi, mau đem ra ngoài. Mẹ về rồi đây. Bố đầu nhỏ, anh bê thứ gì mà thối như vậy? Mẹ tập về, đây là hoa bố đầu nhỏ tặng mẹ. Ấy, bố đầu nhỏ, ngày nào anh cũng làm mấy thứ kỳ quái. Xem hôm nay em dạy bảo anh thế nào. Oan uổng quá mẹ tập về. Cái này không phải do anh đem về nhà. Cách của các cậu đều không đúng. Diễn viên nam chính trong các bộ phim mà mẹ tập về xem đều sẽ mời nữ chính ăn bữa tối với anh nến. Như vậy mới gọi là lãng mạn. Cho nên chúng mình phải thay bố đồ nhỏ chuẩn bị cho mẹ tập về một bữa tối với anh nến. Anh đồ to, anh bày bàn ăn xong rồi, nhưng anh định cho họ ăn gì đây? Đúng thế, chúng ta đâu có biết nấu ăn. Đúng rồi, chúng ta có thể chuẩn bị salad. Salad ư? Đúng, mình xem mẹ tập về làm salad dễ lắm. Chỉ cần cho các thứ vào một cái bát lớn trộn lên là xong. Anh đầu to, anh biết nhiều thật đấy. Chúng ta mau bắt đầu thôi. Cho thêm trứng gà, cho đủ chất dinh dưỡng. Có lý. Salad là món nguội. Cho thêm ít đá viên cho mát. Đúng thế. Thêm ít xì dầu, rồi một chút giấm. Không thể thiếu ớt bột, còn cả mù tạt. Các con đang làm gì thế? Bọn con đang thay bố, chuẩn bị bữa tối với anh nến cho mẹ tập về. Đồ to, mình đi trước đây. Bố đồ nhỏ, anh sao thế? Con đồ to, có phải con lại trêu chọc bố đồ nhỏ không? Không, không ạ. Thằng bé này, ngày càng nghịch ngợm, sao có thể trêu chọc bố đồ nhỏ chứ? Anh không sao chứ, bố đồ nhỏ, có cần em cùng anh đi bệnh viện không? Tốt quá. Con đồ to, con vui cái gì? Con còn tưởng là mẹ ghét bỏ bố đồ nhỏ không lãng mạn, cho nên mới trang điểm cho bố. Còn thay bố chuẩn bị hoa, chuẩn bị salad cho bữa tối. Nhưng giờ thì con yên tâm rồi, mẹ tập về vẫn quan tâm tới bố đồ nhỏ. Chuyến dã ngoại đầy bùng.
Bố đồ nhỏ, con mang theo tất cả dàn khủng long rồi. Con đồ to, chúng ta đi dã ngoại. Con mang theo nhiều đồ chơi thế làm gì? Đúng thế, đi dã ngoại không được mang theo đồ chơi, chỉ được mang thứ có ích, ví dụ như cái này. Nhưng con muốn cho đàn khủng long của con được về với thiên nhiên. Con đảm bảo chúng sẽ không chạy lung tung. Được rồi, vậy thì mang theo. Chúng ta xuất phát thôi. Yeah, xuất phát. Cậu đứng ở đây, đừng chen nhau, đều có chỗ cả. Thật là thích. Nghe nói trên núi còn có cả một suối nguồn. Dòng suối bên đó là từ suối nguồn trên núi chảy xuống. Bố đồ nhỏ, nước suối có uống được không? Đương nhiên, nước ở đây là tốt nhất đấy. Nước tốt như vậy, chúng ta lấy một ít về uống thử. Ê da, không chuẩn bị chai rỗng, chán quá. Không sao, mẹ tập về, con có cách. Có thể dùng cái này đựng nước. Ý này không tồi. Chúng ta đi rửa tay trước, tiện thể lấy ít nước suối mát về. Đi thôi. Con đồ to, nước ở đây sạch quá. Bố đồ nhỏ mau nhìn này, hòn đá cuội đẹp quá. Con phải nhặt mấy viên đá cuội về, thả vào bể cá. Viên đá cuội này của con chắc chắn là đẹp nhất. Viên đẹp nhất là của bố đây. Đây là vua đá do con tìm được. Thế nào, đẹp chứ hả? Nhưng của con to hơn. Nhìn viên đá của bố lấp lánh, nhẵn bóng thế này cơ mà. Con nhất định sẽ tìm được viên đá đẹp hơn. Con đồ to, mau lên thôi. Mẹ còn đợi chúng ta về ăn nữa. Bố đồ nhỏ, trong nước còn có cá nữa. Con đồ to, nếu chúng ta bắt được cá, trưa nay sẽ có món cá nướng đấy. Sang chỗ con rồi, con đồ to. Được, nhìn con đây. Con đồ to, bố tới giúp con. Dùng tay không bắt được cá, chúng ta phải nghĩ cách mới được. Bố có cách rồi. Mau lên, bố lùa cá vào. Con giúp bố chặn lại nhé. Bố đồ nhỏ yên tâm đi. Mau giúp bố nào. Thành công rồi. Bố đồ nhỏ giỏi quá. Đương nhiên rồi. Bố đồ nhỏ, bọn cá này khôn quá, vẫn không bắt được. Con đồ to, hôm nay bố dạy con chiêu nước đục mò cá nhé. Bố đồ nhỏ, nước bẩn thế này, ngay cả cá cũng không nhìn thấy. Thế mới gọi là nước đục mò cá chứ. Bố đồ nhỏ giỏi thật đấy, thì ra trong nước đục, thật sự có thể mò được cá. Hai bố con sao càng rửa càng bẩn thế? Mẹ tập về, hai bố con vốn định đi rửa tay, nhưng mà lại có thu hoạch. Hai bố con nhận được rất nhiều đá cuội, có thể thả vào bể cá. Hơn nữa, hai bố con còn bắt được một con cá to. Chúng ta ăn cá nướng thôi. Sai sót, đây chỉ là sai sót nhỏ thôi. Bố đồ nhỏ, mẹ tập về sao thế? Chuyện này, thật ra khi dã ngoại bị dính bùn cũng tốt, coi như đắp mặt nạ bùn đáy biển đi. Cả nhà chúng ta đã lâu lắm rồi không được vui chơi thoải mái. Đúng thế, không sai. Đi dã ngoại thì phải thoải mái vui vẻ. Đúng vậy. Cạn ly. Thank you.
Chiếc giày của bố đồ nhỏ. Các con chỉ phải cẩn thận chút nhé. Biết rồi ạ. Hôm nay thời tiết đẹp thật. Chúng ta xây một lâu đài cát đi. Được. Xây một lâu đài cát giống như lâu đài to nhất thế giới. Mình làm tư lệnh vận chuyển. Mình làm kiến trúc sư. Lâu đài lớn, lâu đài lớn. Mau lên, tốc độ của các cậu chậm quá. Mình đã rất nhanh rồi. Thang Nguyên, cậu không bị thương chứ? Không sao, thế này thì biết đến bao giờ mới xây xong lâu đài cát lớn đây. Có cách rồi. Mình tìm được xe vận chuyển cát rồi. Giày của mình đâu? Trả lại giày cho bố. Con đồ to, trả lại giày cho bố. Được ạ. Đau chân quá. Các con không được dùng giày của bố để đựng cát. Xem ra không xây được lâu đài cát rồi. Trông trẻ con đúng là chán thật. Con sâu đáng yêu. Đây không phải kẹo mềm đâu. Nhìn này, mình tìm được một con bọ rùa. Con của mình xịn hơn, của mình là bọ hơn. Chúng nhất định là bạn của nhau. Chúng ta tìm cho chúng một trường mẫu giáo côn trùng đi. Bố đồ nhỏ nói không được dùng giày đựng cát, nhưng không nói là không được đựng côn trùng. Đúng thế, bướm bướm là do sâu hóa thành. Mời nó đến làm giáo viên trường mẫu giáo. Xảy ra chuyện gì thế? Giày của bố đâu? Con đồ to, có phải là do con làm không? Con không dùng nó đựng cát mà. May mà mình chưa đi vào luôn. Con đồ to, giày không phải là đồ chơi đâu. Thuyền nhỏ của đồ to, Thang Nguyên, Tiểu Minh xuất phát. Thuyền làm bằng giấy không chắc chắn, không sang nổi bờ bên kia. Phải làm sao đây? Để mình nghĩ xem. Có cách rồi. Không phải bố cậu không cho nghịch giày sao? Đây không phải nghịch mà dùng làm phương tiện giao thông. Đúng, bố mình nói phương tiện giao thông không phải là đồ chơi. Vậy được rồi. Xuất phát. Tấn công. Tiêu diệt hải tặc. Xông lên. Mình lại ngủ quên rồi. Bọn trẻ lạc đâu mất rồi. Phải làm sao đây? Con đồ to, các con đang làm gì thế? Bố đồ nhỏ nói khẽ thôi. Chim non đang ngủ ở trên thuyền. Là giày của bố ư? Sao con lại đem giày của bố cho chim non thế? Nhưng mà bố đồ nhỏ chỉ có thể làm như vậy. Một chân có giày, một chân không có giày. Đi đường sẽ bị chân thấp chân cao. Như vậy cũng tốt. Thật ra dẫm chân lên bãi cỏ được mặt trời sưởi ấm cũng thấy rất thoải mái. Chú đồ nhỏ thật là tốt bụng. Lòng dạ mềm như bơ vậy.
đầu to nói quá. Kẹo bông, em làm sao thế? Ai bắt nạt em thế? Anh đồ to, có thể giúp em xoay Rubik không? Em không thể xoay được. Anh Tiểu Minh toàn cười em thôi. Chuyện này đơn giản, xoay Rubik phải có phương pháp. Em nhìn kỹ nhé. Wow, anh đồ to giỏi quá. Cảm ơn anh đồ to, cái gì cũng biết làm. Cái gì cũng biết làm. Cái gì cũng biết làm, đúng thế. Mình là con đồ to cái gì cũng biết làm. Mẹ tập về. Có chuyện gì thế con đồ to? Mẹ tập về. Mẹ ngầu thật đấy. Nấu ăn thì có gì ngầu chứ. Mẹ tập về. Có việc gì con có thể giúp mẹ không? Con là con đồ to cái gì cũng biết làm. Vậy thì nhờ con đồ to nhặt đậu giúp mẹ nhé. Bẻ thành từng đoạn. Chuyện này quá đơn giản. Bố đồ nhỏ, có gì con có thể giúp không? Con đồ to, con là bố giật cả mình. Bố đồ nhỏ, việc gì con cũng có thể giúp được. Vậy, rót cho bố cốc nước. Đơn giản như vậy à? Bố đồ nhỏ thật là, mình là con đồ to cái gì cũng biết làm. Việc đơn giản như rót nước, ai mà chả làm được. Bụi ư? Con mũi này, lần này ngươi đen đuổi rồi. Gặp phải con đồ to cái gì cũng biết làm. Xem ta bắt ngươi đây. Ta chính là con đồ to cái gì cũng biết làm. Đứng lại cho ta, con muỗi kia. Con đồ to, con đang làm gì thế? Bắt muỗi cũng đâu cần tốn sức như vậy. Bố có cách này. Con là con đồ to cái gì cũng biết làm. Việc đơn giản như bắt muỗi, con có thể tự mình làm được. Đây chính là địa bàn của ta. Giờ đã biết sự lợi hại của ta chưa? Bố đồ nhỏ, cứu con với. Có nhiều muỗi quá. Bố đồ nhỏ, cứu con với. Đúng là làm con sợ quá. Bố đồ nhỏ giỏi thật đấy. Bố đồ nhỏ mới là cái gì cũng biết. Con đồ to, không có ai là cái gì cũng biết. Những lời nói quá như vậy, sau này không nên nói nữa. Luôn có người biết nhiều hơn chúng ta, cho nên có lúc vẫn cần được người khác giúp đỡ. Con biết rồi, bố đồ nhỏ. Giờ trong lòng con, bố đồ nhỏ chính là ông bố giỏi nhất. Cái này thì không sai. Chuyện gì thế này? Sẽ dọn dẹp ngay.
rồi. Bố đồ nhỏ, phải đưa con đồ ta đến trường mẫu giáo rồi. Tới đây. Bố đồ nhỏ, bố mặc áo sai rồi. Mau thay chiếc khác đi. Mẹ tập về, bọn anh đi đây, tạm biệt. Đi đường cẩn thận đấy. Mẹ tập về, tạm biệt. Không sao, không sao. Bố đồ nhỏ, anh không sao chứ? Không sao, không sao. Bố đồ nhỏ, đi quá rồi. Bố đồ nhỏ, hôm nay bố làm sao thế? Có phải thấy không khỏe không? Không phải đâu, chỉ là hôm nay bố có chút không vui. Vì sao ạ? Vì chú Mã đi mất rồi. Chú Mã ư? Chào thầy ạ. Chào cả lớp. Hôm nay chúng ta sẽ học toán học vui vẻ. Giờ các em mở sách trang. Sao không thấy số trang nhỉ? Thầy cầm ngược sách rồi. Cả lớp nghỉ giữa giờ nhé. Đồ to, cậu có nhận thấy hôm nay thầy Đại Mao hơi lạ không? Các cậu không nhận ra ư? Hôm nay thầy Đại Mao không vui. Vì sao lại không vui? Hình như là vì chú Mã đi mất rồi. Bố mình cũng vì chú Mã đi mất rồi mà không vui. Bố mình cũng thế. Chú Mã, rốt cuộc là ai thế? Cậu hỏi bố mình là sẽ biết thôi. Bố đồ nhỏ vẫn chưa về ư? Hôm nay bố đồ nhỏ có việc, chúng ta ăn trước. Mẹ tập về. Mẹ biết chú Mã là ai không? Chú Mã ư? Sáng nay bố con có nhắc đến chú Mã ư? Mẹ không biết, nhưng hình như có chút ấn tượng. Rốt cuộc là ai nhỉ? Ồ, mẹ nhớ ra rồi. Bố đồ nhỏ từng chụp ảnh chung với người đó. Ảnh chụp đâu ạ? Ở trong ngăn kéo phòng bố mẹ. Ăn cơm xong rồi mới được đi. Vừa mới ăn no không được chạy. Ảnh đâu rồi? Con đồ to, con đang làm gì thế? Con đồ to, bị ngã ở chỗ nào? Có đau không? Con đồ to, sao con lục phòng bừa bãi thế này? Vì con không tìm thấy bức ảnh chụp chung. Đừng tìm nữa, bố đồ nhỏ đã về rồi. Tự mình làm, thì tự mình dọn dẹp nhé. Mẹ tập về, con dọn xong rồi. Con đồ to giỏi nhất. Thì ra bố đồ nhỏ mang ảnh theo trên người. Chú ấy là chú Mã ư? Con xem bố đồ nhỏ lúc trẻ đẹp trai không? Bố đồ nhỏ, bố đồ nhỏ, chú ấy là chú Mã phải không? Bố đồ nhỏ đã bận suốt cả ngày rồi, rất mệt. Để ngày mai hẳn hỏi bố nhé. Con biết rồi, nhưng con tò mò tới mức không ngủ nổi. Vậy mẹ kể chuyện cho con nghe nhé. Con muốn nghe chuyện gì? Con muốn nghe chuyện về chú Mã. Vì sao chú ấy lại bỏ đi? Vì sao các ông bố đều không vui? Nhưng mà mẹ không quen chú ấy. Chú Mã đi rồi, khiến bao nhiêu người đau lòng. Ngôi sao bóng đá Maradona hôm nay chính thức tuyên bố giải nghệ. Chẳng trách các ông bố đều không vui. Chú Mã đi mất rồi. Mặt tập thể dục của Thang Nguyên.
trộm. Người tiếp theo. Thang Nguyên, cân nặng của em hơi vượt quá tiêu chuẩn rồi. Vậy sao? Đương nhiên, em nhìn xem. Đúng là nặng thật. Thang Nguyên là cậu nhóc béo. Mình không phải là người béo. Thang Nguyên, chẳng trách môn thể dục em đều không đạt. Cân nặng vượt tiêu chuẩn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của em. Sẽ khiến em ăn uống không tiện ư? Không phải như vậy. Chỉ là em không thể để cân nặng của mình tiếp tục tăng lên. Sẽ trở thành quả bóng đấy. Em không muốn biến thành quả bóng, em phải làm sao đây? Trước tiên phải hạn chế việc ăn uống, ăn ít đồ ăn vặt thôi, phải ăn đủ chất, ăn nhiều rau. Thứ hai, phải tăng cường vận động, thường xuyên tập thể dục, không được lười biếng. Em sẽ cố gắng, Thang Nguyên, để mình giúp cậu. Mình cũng giúp cậu. Cảm ơn các cậu. Bạn mình phải nghiêm khắc đôn đốc cậu, không được ăn đồ ăn vặt. Nhưng mà mình sẽ đói. Cậu đã ăn cơm trưa rồi, những lúc khác không được ăn nữa. Đúng thế. Nếu cậu cứ ăn không ngừng, dạ dày của cậu sẽ ngày càng to đấy. Không, mình không muốn. Cho nên đồ ăn vặt của cậu bị bọn mình tịch thu. Nhưng lỡ các cậu ăn vụn đồ của mình thì sao? Mình có ý này. Mình tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, mình, Tiểu Minh và Đẹo Bông thành lập tổ quản lý đồ ăn. Bất cứ người nào cũng không được ăn vụn. Như vậy được rồi chứ? Được thôi. Khi nào thành tích của cậu đạt tiêu chuẩn, bọn mình mới trả đồ ăn vặt cho cậu. Thang Nguyên, nhất định cậu sẽ làm được. Để lấy lại đồ ăn vặt, phải cố gắng lên. Được, mình sẽ cố. Bài thứ nhất, chạy bộ. Mục tiêu 3 vòng. Có thể giảm đi không? Không được, luyện tập phải nghiêm khắc. Chạy thôi. Cố lên, Thang Nguyên, cố lên, cố lên, cố lên. Nhưng mà... Cố lên, Thang Nguyên, cố lên, cố lên, cố lên. Mình quả thật không chạy nổi nữa. Mới chạy được một vòng. Anh đầu to, em thấy Thang Nguyên cũng cố gắng rồi. Hay là chỉ một vòng thôi? Được rồi, có điều, khoai tây lát không thể trả hết cho cậu. Chỉ có thể đưa một nửa thôi. Bài thứ hai, đu xà. Mục tiêu 30 cái. Cái này mình thật sự không thể. Vẫn chưa thử sao đã nói là không thể. Thang Nguyên, nhất định cậu sẽ làm được. Kiên trì nào. Còn 15 cái nữa. Mình thật sự không thể cứu được nữa. Lại thất bại rồi. Thang Nguyên, cậu không hoàn thành nhiệm vụ. Bánh quy cũng không thể trả cho cậu. Bài thứ 3, chống đẩy. Thang Nguyên, cậu còn cách mục tiêu xa lắm. Lẽ nào ngay cả đồ ăn vặt cậu cũng không muốn lấy về ư? Mệt quá, mình không muốn tiếp tục nữa. Đồ ăn vặt cũng không cần nữa. Các con đang làm gì thế? Bố đồ nhỏ. Chào, chào chú đồ nhỏ. Thang Nguyên béo quá. Cô Nguyệt Nha nói không tốt cho sức khỏe. Bọn con đang giúp cậu ấy luyện tập. Các con dùng phương pháp gì? Bọn cháu không cho cậu ấy ăn đồ ăn vặt. Con đông đốc cậu ấy chạy bộ, đu xà, chống đẩy. Nhưng cậu ấy đều không làm được. Mình không làm nữa, mệt chết mất. Muốn có được cơ thể khỏe mạnh, có hai điểm hết sức quan trọng. Thứ nhất là ăn ít, thứ hai là tập thể dục. Có điều, rèn luyện sức khỏe phải làm dần dần. Không thể tập luyện một cách mù quáng. Như vậy không có hiệu quả, mà lại không tốt cho sức khỏe. Hả? Bố đề nghị đặt ra cho Thang Nguyên một kế hoạch luyện tập và bản quy luật ăn uống trong thời gian dài. Hàng ngày dựa theo đó, dần dần có thể tăng thêm cường độ. Sau một thời gian, các con sẽ thấy được một Thang Nguyên hoàn toàn mới. Thật sao? Nói như vậy, hôm nay cháu vẫn có thể ăn thoải mái ư? Đúng thế, mẹ tập gì vừa làm sườn xào chua ngọt. Con muốn tới nếm thử không? Tuyệt quá, cháu phải mau đi nếm thử thôi. Các cậu mau lên nào. Đi thôi. Thang Nguyên, ăn chậm thôi, khéo miệng đấy. Ngon quá, thật sự rất ngon. Bố đồ nhỏ, Thang Nguyên ăn hết phần của bọn con rồi. Xem ra kế hoạch luyện tập của Thang Nguyên khó khăn và lâu dài lắm đây. Thank you.
thời thơ ấu. Mau lên, mau đuổi theo cây nấm đó. Bố đồ nhỏ, bố đang chơi cái gì thế? Đương nhiên là máy chơi trò chơi rồi. Máy chơi trò chơi ư? Máy chơi trò chơi của bố và của con chẳng giống nhau chút nào. Đương nhiên rồi, lúc bố còn nhỏ, thích chơi nhất là cái này đấy. Đây là ký ức tốt đẹp thời thơ ấu của bố. Đây là ký ức thời thơ ấu của bố đồ nhỏ ư? Tuyệt thật. Sau này mình lớn lên cũng phải có ký ức tốt đẹp thời thơ ấu. Đúng rồi, giờ mình sẽ đi chuẩn bị. Ký ức tốt đẹp thời thơ ấu của mình. Ký ức tốt đẹp của mình. Đây đều là những đồ chơi mà mình thích chơi nhất. Những ô tô này không phải là mất bánh thì cũng là mất cần cẩu. Máy bay điều khiển cũng hỏng rồi. Vậy còn quả bóng này cũng bị xịt rồi. Đồ chơi thế này sao có thể trở thành kỷ niệm thời thơ ấu của mình được. Mẹ tập về. Mẹ có ký ức tốt đẹp thời thơ ấu không? Có chứ. Wow, là hòm kho báu ư? Coi là như vậy. Trong này đều là những báu vật của mẹ. Con được ta nhìn xem. Lúc còn nhỏ, mẹ nhảy dây chung giỏi lắm đấy. Cái cặp tóc này là phần thưởng của mẹ khi đứng đầu kỳ thi. Còn những giấy gói kẹo này, lúc nhỏ ước mơ của mẹ chính là thu thập được thật nhiều giấy gói kẹo, rồi gấp thành những ngôi sao nhỏ. Wow, ngôi sao nhỏ đẹp quá. Đây đều là những ký ức tốt đẹp thời thơ ấu của mẹ. Mẹ tập về, mẹ và bố đồ nhỏ đều có ký ức tốt đẹp thời thơ ấu. Vậy của con thì sao? Của con ấy à? Cái đó mẹ không biết, tự con phải đi tìm. Mình thích sưu tầm lá cây, không biết có thể coi là kỷ niệm thời thơ ấu không nhỉ? Lá cây không bao lâu nữa sẽ khô mất. Con tìm được rồi. Ký ức tốt đẹp thời thơ ấu của con nhất định là cái tổ chim này. Tổ chim ư? Đúng, con thích quan sát chim con. Tổ chim này là con nhìn thấy chúng trưởng thành từng chút một. Nhưng tổ chim chưa biết chừng hôm nào gió lớn sẽ bị thổi bay đi mất. Xem ra con phải tìm thứ gì không bị gió thổi bay mất mới được. Con nghĩ ra rồi. Con đồ to, rốt cuộc con muốn làm gì thế? Con muốn đem đồ ăn vặt yêu thích chôn xuống đất. Chôn xuống ư? Như vậy sẽ không sợ bị gió thổi mất. Để sau này con trưởng thành mới lấy ra. Chúng chính là kỷ niệm thời thơ ấu của con. Sợ rằng chưa được mấy ngày, những đồ ăn vặt này đã bị kiến tha về tổ rồi. Hả? Vậy phải làm sao đây? Thứ mà các cậu thích nhất là gì? Ý mình là đợi sau khi các cậu trưởng thành rồi vẫn cần tiếp tục thích thứ đó ấy. Chắc chắn là robot biến hình. Mình đã sưu tập được rất nhiều robot biến hình khác nhau. Mình sẽ tiếp tục sưu tập nữa. Em thích nhất là búp bê. Cho dù bao lâu nữa thì em vẫn thích búp bê. Mình thích nhất là que kem tự làm. Có thể làm từ nhỏ đến lớn luôn. Vậy còn cậu? Còn phải hỏi sao? Mình thích nhất là hoa tươi. Hoa tươi thì lúc nào cũng có. Con đồ to, sao con lại không vui thế? Bố đồ nhỏ, các bạn của con đều có thứ yêu thích nhất. Sau khi các bạn trưởng thành rồi, đều có thể trở thành kỷ niệm tốt đẹp thời thơ ấu. Nhưng con không biết con thích thứ gì nhất. Con đồ to, kỷ niệm tốt đẹp thời thơ ấu không nhất định phải là cùng một thứ. Thật ra kỷ niệm thời thơ ấu tốt đẹp nhất chính là thời khắc vui vẻ thời thơ ấu. Thời khắc vui vẻ ư? Đúng thế, con thử nghĩ kỹ xem chuyện gì có thể đem lại cho con niềm vui. Con vui nhất chính là khi được chơi cùng các bạn. Chính là như vậy. Mau đi đi. Chỉ cần con nhớ rằng những thời khắc vui vẻ đó chính là kỷ niệm đáng quý nhất trong thời thơ ấu là được. Những tấm ảnh này sẽ trở thành kỷ niệm thời thơ ấu tốt đẹp nhất của con đồ to.
đầu to, bố đầu nhỏ. Một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Con đầu to, bố đầu nhỏ. Một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Đi nào, đi nào, đi 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 nào.